Chào tất cả anh em, mình là Tài Ba Độ. Hôm nay mình làm clip bán xe tổng hợp. Shop mình đang hết xe rồi anh em nhé. Như clip trước đấy, anh em thấy là rất nhiều Z8 này, rồi rất nhiều JBL các kiểu. Và bây giờ shop mình chỉ còn những cái con Exciter mới về thôi. Đang hết xe rồi, anh em nào có nhu cầu bán xe, xe phân khối lớn, xe Exciter Winner G15, tất cả dòng xe Kawa như kiểu Z8, Z3 hay là những dòng xe khác như Yamaha G3 và T3 các thứ thì cứ liên hệ với mình nhé. Mình sẽ mua hết. Anh nào có nhu cầu bán xe thì liên hệ với mình. Mình sẽ để số điện thoại, Zalo và số hotline ở phần mô tả anh em nhé. Và vấn đề chính luôn, đập vào mắt anh em là con Exciter 2016. Cái con này từ lên pha này, lên pha của 2019 anh em nhé. Anh em nhìn con kia là 2019, hai con 2019. Thì con này lên được cái đầu pha y 2019 luôn. Đó, nhìn chẳng khác gì 2019 cả. Và lên bộ tay thắng. Thực sự mình cũng không biết hãng này là hãng gì cả, nhưng mà đi rất là ok anh em ạ. Bộ tay thắng này, bình dầu vàng các thứ, cùng trong vàng, phanh rất là ok anh em nhé. Tiếp theo nữa là cặp mâm Racing Boy xuống nút bé anh em nhé. Con này thì anh em nhìn phát anh em biết ngay là độ theo phong cách gì rồi. Con này là độ theo phong cách kiểu drag. Anh em hay nói, bây giờ anh em hay nói là phong cách của miền Nam đấy anh em nhé. Anh em nhìn này, lỗ bé tí luôn. Nên thực sự với anh em luôn, con đi con này quá thích luôn, đi nó lướt kinh khủng luôn. Cái xuống cái lốp bé thì phải công nhận là đi nó rất là lướt, đi rất là thoáng. Đó. Cặp lốp này là cặp lốp Maxxis anh em nhé. Lốp sau là có 80 thôi, lốp trước mình nghĩ là 60. Rất là bé. Đó. Cặp mâm Racing Boy rất đẹp anh em ạ, 8 cây. Hàng này hàng chính hãng em nhé. Cây bô Roshimura, cổ bô tăng. Đó. Yên là yên mỏng anh em, yên là yên cái kiểu bọc theo cái kiểu drag, anh em nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Tay lắm Racing Boy, phuộc sau anh em ơi. Phuộc sau bình dầu, anh em nhìn thấy chưa? Đó, rất đơn giản thôi, nhưng mà con này nhìn rất chất anh em ạ. Anh em nào không thích màu này thì về có thể đổi cái màu tem nhé. Tại vì chủ xe trước là thích màu vàng rồi thích mèo thần tài, nên là đã lên cái bộ tem này nhìn nó hơi bị chói mắt. Nhưng thực tế ra ở bên ngoài nhìn nó cũng tương đối là bình thường thôi. Với lên clip nó bị đẩy màu lên. Đó. Anh em nhìn nó cũng tương đối đẹp đấy chứ. Đó. Anh em nào không thích thì có thể là về màu xanh, về màu đen. Dán con này màu zin của nó là màu xanh nha anh em nhé. Màu xanh. Anh em có thể về làm bộ tem chùm màu xanh. Đó. Con này bên shop mình chỉ bán với giá là hơn 20 triệu anh em nhé. Hơn 20 triệu mà thôi. Đó. Anh em nghe rõ là hơn 20 triệu nhá. Đừng anh em, anh ơi con này bán 20 triệu à, thì thực ra mình nhập còn hơn 20 triệu rồi, chứ mình không thể bán được 20 triệu đâu. Đó, anh em còn là có thể nhắn tin và Zalo cho mình sẽ gửi ảnh thêm và báo giá chuẩn luôn. Con Exciter 2019 này thì là độ một cặp tay côn tay thắng Lisin. Lisin này là hàng fake 1 thôi anh em nhá, chứ không phải là hàng chính hãng đâu. Đó, nhưng mà đi cũng rất chi là ok. Đây em, cả bộ luôn. Bên này thì lắp cái bảo vệ tay côn em nhá. Đằng trước thì bộ đèn đề mi A9 Lenovo Akamovic full cổ bảo xỉ em nhé. Full cổ bảo xỉ đúng không? Thì con này là độ trái ngược hoàn toàn với con này. Con này độ theo đấy, theo phong cách miền Bắc luôn. Đấy. Anh em nhìn này, lốp là lốp Michelin 140, lốp trước là 90. Và lốp trước còn to hơn cả lốp sau của con này rất nhiều. Đây anh em mình có thể nhìn từ góc này thì anh biết hai cái quả lốp nó chênh nhau. Tại vì cái góc này nó cũng không thể phối được cái độ to của cái lốp kia. Và biển số thì lắp sát vào trong anh nhé, để tạo cái độ bay của chiếc xe. Ở giữa thì cũng có lắp chống đổ. Đó. Con này nó lên góc anh em nhé, lên góc rất là to. Mình sẽ quay từ bên này cho anh em xem. Anh em có thể nhắn tin vào Zalo để mình gửi ảnh nhé. Đây anh em này, góc này. Góc rất thì to. Đây anh nhìn từ phía này thì thấy cái lốp đấy rất hoành tráng. Đấy anh em nhìn. Thấy chưa? Miền Nam với miền Bắc nó khác nhau chưa? Đó. Thì thực ra mình cũng không theo phong cách của mình nào đâu. Con xe của mình đang độ bánh bé luôn. Đó, nhưng mà cái phong cách nào mình cũng thích cả. Con này được nên bộ nông xích màu vàng này. Gấp rất là to. Gấp đầy gấp Zizuma thì phải. Đó, lốp là lốp 140 của Michelin luôn nhá anh em nhé. Cặp lốp này bây giờ rất là đắt. Hơn 3 triệu một cặp lốp nhảy cơ anh em nhé. Rất là đắt luôn. Tại vì Michelin này nó không sản xuất nữa rồi. Nên là giá lên rất là cao. Đó, anh em nào mà có nhu cầu muốn mua chiếc xe này thì nhắn tin cho mình. Chiếc xe này mình bán luôn với giá là 39 triệu anh em nhé. 39 triệu. Rất nhiều anh em bảo là anh ơi xe zin mới có khoảng độ, anh em nhiều shop bán có 35 36 triệu thôi. Sao con này tận 39, thật sự anh em 39 là hợp lý. Tại vì sao? Anh em nhìn này, cái cặp lốp trước của nó
thì rất là bẩn, là mình chưa rửa thật sự với anh em, là mình không rửa sạch sẽ thì đường mình được bê tông. Nhưng anh em nhìn cái gai này nó rất là dày, lốp này chỉ đi được có tầm khoảng độ 2-3 nghìn km thôi, còn đi còn rất dài nữa. Cặp lốp này rất là đắt, riêng anh em chỉ tính như một chiếc xe zin này lên với một cặp lốp này nữa thôi, như cái con này đi mình đang bán là 36 triệu, đây 36 triệu lên cặp lốp này nữa thôi đã là gần 40 triệu nữa rồi, đúng không ạ? Là còn tay côn tay thắng này, là còn bô, cái bô này đã gần 3 triệu nữa này, cái góc kia hơn 2 triệu nữa này. Đó, anh em chỉ cộng sơ qua mà thôi, cái con này cũng lên gần 10 triệu tiền đồ rồi, không hề rẻ anh em ạ. Đó, thế là chỉ thêm mới có 2-3 triệu so với xe zin thôi thì anh em được rất nhiều đồ, lại còn tay côn tay thắng, lại còn đủ các kiểu của đá điểu nữa. Đó, 39 triệu anh em nhé. Tất nhiên là có giao lộc cho anh em và nhanh gọn. Con này là Exciter 2019, đen nhám tem xanh. Thì con này chẳng có gì mấy cả, chỉ có những cái chống gù chống đổ rất đơn giản thôi. Đó, gọi là chẳng có đồ gì mấy. Có cái đèn trợ sáng ở đây. Đó, có gương gù. Con này được cái là đẹp không một vết mũi đốt luôn. Dán full nylon anh em ạ. Đây là nylon anh em nhá. Xe quá đẹp luôn, chưa đổ lần nào luôn. Xe cực kỳ đẹp, giữ chủ xe rất là giữ. Đó, con này thì mình bán với giá 36 triệu và không có đồ gì nhiều, mình cũng không giới thiệu nhiều. Tiếp theo là con Winner X. Con này là biển Hà Nội em nhé. Tại vì sao mình phải nhấn mạnh là biển Hà Nội? Tại vì là phù hợp với anh em nào ví dụ như ở thành phố này hoặc là ở Hà Nội luôn thì mua chiếc xe này rất là hợp lý, tại vì rất nhiều anh em cũng muốn sang tên. Tất nhiên nhiều anh em mua xe thì không muốn sang tên đâu, nhưng rất nhiều anh em muốn mua xe không sang tên mà biển cùng tỉnh luôn, như con này biển Hà Nội thì anh em là muốn sang tên thì rất rẻ. Đó, ví dụ như con này biển tỉnh mà sang tên biển tỉnh thì nó thật sự nó cũng rẻ thôi, nó chẳng vấn đề gì cả. Nhưng ví dụ anh em là mua con biển tỉnh mà về biển sang bên biển Hà Nội thì anh biết ngay. Mình đang ví dụ như con này nhá, con này là biển tỉnh này, sang tên tỉnh khác này chỉ mất 2% thuế thôi. Đó, mất 2% thuế cộng với rút hồ sơ nữa lằng nhằng nó thôi, hơn 2 triệu gần 3 triệu thì đấy là sang tên được. Và rất nhiều anh em thì thực sự cũng không sang tên đâu. Đấy, mình đang ví dụ thế thôi. Ví dụ như con này mà biển tỉnh mà về Hà Nội nhá thì rút hồ sơ này cộng bóng thuế này cộng biển này sang tên mất tầm 6-7 triệu anh em, mất tầm 7 triệu. Mình nghĩ là thế. Biển là 4 triệu này, thuế 5% quả 4 triệu, nói chung là nó mất khoảng độ 7 triệu đây anh em, rất chi là mặn. Nhưng ví dụ như con này là con này biển Hà Nội luôn em nhé, ví dụ con này anh em muốn sang tên cùng Hà Nội luôn chỉ mất 2% thôi. À, mất 1% thôi, xin lỗi anh em, mất 1% thuế thôi. Tức là con này chỉ vào tên mất khoảng độ 500.000 hoặc 700.000. Ví dụ như anh em là cùng Hà Nội luôn, đó, rất là hợp lý. Con này thì zin đét không có cái gì em nhá. Nói giá luôn cho anh em để anh em vào việc này. Con này bán cho anh em là 36.800 anh em nhá, 36.800. Đó. Xe zin thì bây giờ anh em mua dao động khoảng độ mình không biết là xe zin chính xác là bao nhiêu, nhưng mà ví dụ mình cứ ví dụ là 40 đi. Cả ra biển Hà Nội bây giờ nữa, con này vẫn gần 50 triệu, biển Hà Nội rất là đắt anh em ạ. À, tiếp theo nữa là con Winner X, con này là siêu lướt, à nó là Euro, con này là 8.000 em nhé, con này là siêu lướt này em này, con này của một em fan rất yêu quý phi từ Thanh Hóa ra đây bán cho mình, nên là bộ tem HP4 rất là đẹp anh em nhé. Đó, anh em nhìn con này đi có 2.000 km, nguyên hai chìa rồi bảo hành các thứ, anh em nào có nhu cầu lại nhắn tin Zalo mình sẽ gửi cho anh em nhé. Đó, mới con cực đẹp luôn anh em. Thì con này mình bán cho anh em là trước mình bán báo giá cho anh em là 39 triệu, nhưng mà bây giờ mình sẽ hạ giá xuống, con này mình sẽ bán cho anh em là 37.800 anh em nhé, hạ sâu luôn là 37.800 cho một chiếc xe siêu lướt bản ABS anh em nhé. Anh em đừng so sánh với bản không ABS, hai con đều ABS nhé. Mình sẽ quay lại cho anh em xem này, con này lưu ý anh em rằng là con này là bản có ABS. Hôm nay là rất ít xe nhưng mà lại quay lại nói rất là dài, thầy hiểu tại sao đấy anh em thấy chưa, bản có ABS nhá, nên là nó bản này là bản đắt tiền nhất của Winner rồi. Tiếp theo nữa là một chiếc MT03, nó vẫn là huyền thoại quá thì kinh hoàng, cái xe này quá đẹp luôn, nhưng mà không hiểu tại sao là ai ám khí cái này cho mình nữa, không biết nữa. Đẹp như thế này, máy móc chất zin, tất cả mọi thứ rất là ok, đồ chơi nhiều. Đó, con này mình đang bán là 88 triệu. Hôm nay báo giá lát luôn con này luôn cho anh em mua này, 88 triệu. Anh em nào mua vào việc 83 triệu anh em nhá, 83 triệu. Cái thời gian mình ôm này các thứ cộng với rất nhiều thứ mình đã lên, như bộ dàn tem hay là những đồ linh tinh mình cũng lên thêm cho con này rồi nhá. Thật sự với anh em là bán lỗ con này luôn, lỗ luôn, lốp sau là lên lốp Michelin Rat 4 150 rồi anh em nhìn này. Quả lốp này cũng rất giá trị luôn, quả lốp này mấy triệu luôn anh em ạ, quả lốp này rất giá trị luôn.
Đó, 83 triệu luôn anh em nhá. Bán lỗ cho anh em luôn. Anh em nào vào việc quất luôn con này mà chơi. MT03 chỉ đắt hơn anh em mua con G15 V3. Đăng ký ở Hà Nội thôi anh nhá. Anh em lưu ý là đăng ký ở Hà Nội thì nó mới đắt. Đó. Ok, anh em nào có nhu cầu mua bán xe thì cứ liên hệ với mình nhá. Cảm ơn tất cả anh em xem clip.